tiền tiền ta rồi. Còn mua là xa xa rồi. Còn đi rồi. Mua là cái liệt. Mấy cái chân ngọt ra nè. Mấy cái chân ngọt bắt ra. Mấy cái chân đáy rồi nè. Đáy chân chiêu rồi nè. Ở nhà thứ ba chăng mà thank you.
bạn. Nó đã đâm rồi, anh nhìn thử vào đây đâm rồi. Tức cho cảm năng nhìn lươi thơ là bong đâm xoài. Yeah.
ស្រែទៅ